Xin chào các bạn, cùng trở lại với khóa Node.js và Express.js tại F8. Và ở trong video này chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện nốt cái phần logic cho cái chức năng short của chúng ta các bạn nhé. Và cái tư tưởng của mình ý, muốn nhắc lại với các bạn rằng là khi mình đã làm ấy thì mình sẽ luôn chú ý đến cái việc rằng là chúng ta làm sao để mà code nó gọn gàng các bạn nhé. Nhưng mình cũng phải nhấn mạnh với các bạn là các bạn đừng quá mất thời gian vào cái việc suy nghĩ làm sao để code cho gọn gàng. Nếu mà các bạn chưa biết thì các bạn cứ làm như thế nào các bạn đã biết, được chưa? Còn nếu mà các bạn cứ bị thời gian là cố gắng làm phải tốt hơn, cố gắng làm phải tốt hơn ấy, thì các bạn sẽ phải nghĩ rất là nhiều, và vì vậy nó sẽ làm cho các bạn bị chậm trong quá trình học. Đầu tiên, nếu mà các bạn chưa nghĩ được ra những cái cách như kiểu mà mình đang dạy cho các bạn ấy, thì các bạn cứ làm theo cách mà các bạn biết. Còn đến khi các bạn có cơ hội để biết, ví dụ như là bây giờ một số bạn trước giờ vẫn làm theo bình thường nhưng xem được video của mình chẳng hạn, thì khi đó là các bạn biết thêm một cách làm mới, thì lúc đó là mới áp dụng cái cách làm mới của mình, hoặc là các bạn đọc được một bài viết nâng cao ở đâu đó các bạn có thể học theo nó. Cứ học từ từ chứ đừng bao giờ mà lại bị mất thời gian quá vì bởi những cái tư tưởng làm như thế này. Bởi vì nếu mà các bạn quá chau chuốt ngay từ đầu ấy thì nó lại là một cái vấn đề đấy nhá. Nó sẽ chính là một cái vấn đề, và sau này các bạn học nâng cao các bạn sẽ biết nó gọi chính là một cái anti pattern, nó là một cái mẫu làm việc nên tránh. Tức là nói hơi hàn lâm một tí, tức là nó là những cái trường hợp các bạn nên tránh. Đó chính là một cái gọi là anti pattern tối ưu sớm. Chúng ta đừng bao giờ cố gắng tối ưu sớm mà trong nó ngoài khả năng của chúng ta và nó cũng không thiết thực, thì các bạn đừng cố gắng nó, được chưa? Đó thì mình cũng phải chia sẻ thêm là ví dụ con F8 ấy và MySQL ấy, thì mình phải xây dựng nó ngay từ đầu, và mình phải xác định được rằng là cái gì cần và cái gì không cần, cái gì làm ngay và cái gì không làm ngay, thì mình mới làm ra được sản phẩm. Còn nếu mà mình cứ ngồi mình nghĩ, nó thật với các bạn, để ra được cái sản phẩm này rất là lâu đấy, nếu mà mình cứ ngồi mình nghĩ. Thế nên là mình phải góp ý với các bạn là cái gì thì cái, nó cứ phải phù hợp, cái gì thì cái, nó cũng phải vừa thôi, ít quá không tốt, nhiều quá cũng không tốt, cứ có cái chữ quá là không tốt rồi. Thế nên là chúng ta đừng có mất thời gian vào cái việc suy nghĩ quá nhiều, được chưa? Suy nghĩ vừa phải thôi. Rồi, ok, thì bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng cái logic cho cái việc short này để nó ngon lành cành đào hơn. Thì trước khi vào xây dựng này thì mình thấy là mình đặt tên sai, mình có đặt cái thằng middleware này, mình lại đặt cái chữ cái này là viết hoa, nên mình bỏ đi giúp mình. Nó là một function bình thường nên là đừng viết hoa chữ cái đầu này, nó cũng không phải constructor function. Các bạn sửa thành chữ cái thường giúp mình, được chưa? Và cái file name này các bạn cũng sửa nó thành chữ thường giúp mình. Như bạn nào mà dùng JIT ấy, dùng JIT thì thường JIT này nó không phân biệt được chữ hoa chữ thường đâu. Ví dụ đang từ chữ in này mà các bạn sửa thành chữ thường như này thì các bạn sẽ thấy rằng là thằng JIT này nó không phát hiện ra đâu. Đây này. Bây giờ nha, nó đây này, mình sửa lại cái name này nhá. Sửa lại cái name bên trong file. Cái name ở trong file này thì thằng JIT nó sẽ phát hiện ra. Đó, như cái name của file này nó không phát hiện ra đó, các bạn thấy không? Git không hề phát hiện ra luôn. Nếu mà bây giờ mình sửa lại thành S thường, S lớn này cũng không có, Git không phát hiện được. Sửa thành S nhỏ nó cũng không phát hiện được. Đó. Thế nên là nếu mà các bạn mà dùng JIT thì các bạn lưu ý về cái việc là đặt tên thường và chữ thường chữ hoa này nhá, nó sẽ gặp vấn đề nếu mà các bạn đổi tên đấy. Thế nên là cái cách để giải quyết là ngày là như nào thì cái file name này cứ đổi thôi thành chữ thường là ok. Nhưng còn cái thằng này ấy, các bạn sẽ phải sửa nó thành một cái name gì đó, ví dụ như là .x để cho nó khác đi. Được chưa? Sau đó các bạn commit nó lên. Thôi, các bạn có thể viết là trick rename short middleware. Đây, short middleware to short middleware. Đó. Rồi, thì bây giờ là lần sau cái lần commit này thì nó sẽ thấy là cái name này của chúng ta nó trở thành cái thằng short middleware.x rồi. Bây giờ các bạn sửa nó lại thành short middleware bình thường này thì thằng Git nó sẽ phát hiện ra. Đó các bạn nhá. Git bây giờ thì nó sẽ phát hiện ra cái này. Đó, nó sẽ phát hiện ra là mất chữ x. Thế nên là lần sau commit lên thì nó không sao. Cái này thì bạn nào mà làm việc nhóm ấy mà không để ý cái chữ hoa chữ thường này nha, sẽ gây lỗi đấy. Các bạn mà commit lên thì các bạn nghĩ rằng là thành chữ thường nhưng cái thành viên trong team của bạn nó lại vẫn là chữ hoa, nó gây lỗi bởi vì import nó phân biệt hoa thường mà. Đó, nói thêm cái đó nhá. Rồi thì bây giờ bắt đầu là chúng ta sẽ đi xử lý cái ông logic ở file controller này, chúng ta sẽ không viết nó như này nữa. Bởi vì các bạn hãy tưởng tượng rằng là sau này chúng ta có đến vài chục cái trang quản lý như thế này mà mỗi cái trang quản lý đấy lại lặp lại cái đoạn code như này thì đúng là không có cái gì mà nó lại rắc hơn cái project của các bạn luôn. Thế nên là các bạn sẽ phải sửa lại chỗ này. Và trước khi sửa nó thì các bạn cần phải sửa lại giúp mình một cái việc là các bạn đừng bao giờ tin người dùng. Người dùng người ta sẽ nhập một cái gì đó linh tinh các bạn nhé. Trong trường hợp này ấy, mình bấm vào short này, đó nó short ngon lành đúng không? Thì bởi vì ở trên cái URL này nó là cái name và cái DSC. Nó đang thỏa mãn những cái gì mà các bạn code. Nhưng các bạn phải hình dung là người dùng người ta có thể sửa những cái này, và khi người ta sửa nó thành không đúng nữa thì nó lỗi thì sao? Đó, thế nên là nguyên tắc là đừng bao giờ tin người dùng, đừng tin cái gì ở phía client, phải validate nó, được chưa? Thì bây giờ cái file này ấy, các bạn nhìn này, mình giả dụ bây giờ mình là một hacker nhá. Mình sẽ tưởng tượng được rằng là cái chữ DSC nó sẽ được in vào cái view ở đây. Đây, mình sẽ tưởng tượng là cái chỗ này. Đây, mình sẽ tưởng tượng là cái URL này nó có cái name bên này. Đấy, nó có cái bằng name bên này. Thì mình sẽ tưởng tượng rằng là bây giờ mình sửa cái chỗ này thì nó sẽ được in vào đây. Đấy, ví dụ như mình sửa là 123 chẳng hạn nhá, enter. Đấy, thì bây giờ thử soi xem nào.
Đó, column name là bằng cái này. À, nó cũng không in vào, nhưng ở đây là do logic của chúng ta nó không in vào, nhưng các bạn có hình dung đấy, ông hacker ấy là ông sẽ nghĩ như vậy. Phải suy nghĩ như hacker thì mới bảo mật được các bạn nhé, chứ các bạn suy nghĩ như người bình thường thì các bạn như lập trình viên thông thường các bạn không bảo mật được đâu. Hãy suy nghĩ như hacker, thế nên là cũng phải tìm hiểu về cái cách hack để mà chúng ta có thể biết cách phòng thủ nhá. Thì ông hacker ấy, ông sẽ giả dụ ông ấy sẽ tưởng tượng là nó in vào cái thẻ A ở đây, là ông ấy bắt đầu là ông ấy viết những cái kiểu script này đấy, xong là script này chẳng hạn như này, xong là ông viết cái chữ gì đó vào đây, ví dụ như là thêm một cái thẻ A và lấy cái cookie của các bạn. Cái này là kỹ thuật tấn công thì thôi mình không nói đến ở đây đó. Thì enter đó, giả dụ như vậy đấy. Thì bây giờ thứ nhất là nó lỗi, cái này là lỗi do cái việc mà các bạn đang query vào thằng MongoDB và cái cú pháp là script script này thì nó lỗi đấy. Thế nên là thứ nhất là các bạn không được tin người dùng, bởi vì nó có thể gây ra bất cứ cái lỗi gì mà các bạn đang thấy đây đó, và có thể là gây ra lỗi bảo mật nữa. Thì bây giờ cái đoạn này này nó đang cái đoạn này time này nó đang bằng cái thằng chuỗi như này đó, và vì vậy là nó đang ném cái câu short này vào trong thằng MongoDB, mà MongoDB nó thấy là cái script này nó không hợp lệ, nên là nó throw một cái exception là try error luôn, invalid short value, nó chỉ chấp nhận DSC và AC thôi. Thế nên là cái việc này các bạn sẽ phải xử lý lại đoạn này, đừng truyền trực tiếp vào như này. Đó. Các bạn đặt ra một giúp mình một cái tên là try ở đây. Try này và check giúp mình tạo ra một cái biến, ví dụ như là AC. Đó. Mình sẽ làm một cái video để refactor lại code ở cuối khóa nhá, mình sẽ không hack code nhiều này đâu, chúng ta sẽ đặt ra những cái constant nhá. Nhưng bây giờ thì cứ hack code vào tạm đã. DSC này. Chấm .enclose. Đó, tức là cái mảng nó nhầm cái gì mà sao nó lại màu màu như này nhỉ? À, chắc là do mình chưa chấm phẩy gì đấy thôi, mình chưa nhìn ra. Ok. À đây thiếu cái dấu bằng. Rồi, thì bây giờ này, include. Rồi, tức là cái type của chúng ta là nó phải nằm ở trong này. Thì bây giờ chúng ta đặt được cái này là gì? Is valid. Đó, invalid type. Đó là để chúng ta check xem là nó có hợp lệ hay không, đúng không? Còn bây giờ bắt đầu là các bạn sẽ check ở trong này. Nếu mà là invalid type thì chúng ta mới lấy cái thằng này. Mới lấy cái thằng type này. Được chưa? Còn nếu mà không invalid type thì chúng ta sẽ lấy mặc định một cái nào đấy đi, là DSC, lấy theo cái default của chúng ta. Được chưa? Đó. Ở đó thì tùy các bạn đó, các bạn thích viết như nào viết, làm sao mà nó giải quyết được cái bài toán của các bạn nhá. Đó, refresh. Đó, ok. Thì bây giờ là chuyển script này thì nó thấy là không hợp lệ, thế nên là nó sẽ lấy cái mặc định là DSC. Nên là bây giờ mình bấm vào nó sẽ thành DSC. Đó, ok. Rồi thì bây giờ bắt đầu là không tin người dùng part 1 là cái thằng tại này. Thì bây giờ lại còn cái thằng name này thì sao? Thằng name này giả dụ bây giờ mà truyền vào đây là một cái là khỉ ho có gáy gì đấy. ABC, Enter. À, lập tức là các field này nó không làm sao cả, bởi vì cái field name này nó không trùng với thằng nào ở đây cả, thế nên là nó không short. Ví dụ như đây mà ở đây là level thì nó sẽ trùng với thằng level đó, nhưng nó không trùng với ông nào cả. Thì cái này các bạn không cần xử lý cũng được, bởi vì nó cũng không gây nguy hại gì, được chưa? Đấy, nó không gây ra cái exception. Như cái cây vừa nãy sửa thằng sai này nó bắn ra lỗi như vậy thì chúng ta phải sửa. Còn cái cây này thì ok, ông mà cố tình sửa đi thì nó sai cũng được, không làm sao nhá. Rồi, thì bây giờ các bạn đã xử lý được cái trường hợp là throw exception kia, nhưng bây giờ các bạn phải xử lý cái trường hợp là nếu mà bằng một cách nào đó mà hacker nó truyền những cái đoạn script vào đây mà nó lại đẩy vào views của chúng ta ấy, là các bạn phải hình dung ra cái lỗi này nó chiếm được quyền đăng nhập của các bạn đấy. Nó có thể lấy được thông tin người dùng của các bạn, nó có thể làm rất nhiều trò khác các bạn nhá. Đó, thế nên là chúng ta phải xử lý. Thì các bạn đọc doc của cái ông gì nhỉ? Ông Handlebars. Mà mình nói thêm nhé, các bạn phải tìm hiểu gì cái gì XSS mình đã nói rồi đúng không, XSS đúng không? Đó thì các bạn tìm hiểu hàng ngày từ thằng XSS nó sẽ sinh ra một cái gọi là CFRS nữa đó, được hai cái thằng đấy các bạn cứ đọc về hàng ngày. Thì bây giờ là chúng ta cần phải đọc cái ông handlebars để chúng ta biết cái cách chúng ta xử lý thằng này handlebars. Các bạn để ý nhá, là lập trình viên thì phải luôn search Google các bạn nhé, đừng có cố gắng nhớ, chúng ta chỉ cần cố gắng hiểu thôi. Khi các bạn hiểu rồi thì các bạn cứ search mà làm, chứ còn nhớ nhiều thì não chúng ta không chứa được đâu. Và cái thời thế về lập trình ấy, nó thay đổi từng giây từng phút, đừng nhớ làm gì, nhớ vào vài tháng tới năm tới công nghệ thay đổi nhớ làm cái gì, chúng ta chỉ cần nhớ được những cái concept, nhớ được những cái kiến thức cơ bản thôi, còn những cái kiểu này thì chúng ta không cần phải nhớ các bạn nhé. Đó. Thì bây giờ các bạn nhìn này, đây 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 đây, nhìn cái chữ biết ngay HTML and scripting này chính là cái đoạn xử lý những cái ký tự đặc biệt. Thì mặc định là thằng đấy nó xử lý rồi, đây mặc định nó xử lý với hai ký tự này, là mặc định là thằng view engine nó xử lý rồi. Với ba thằng này thì nó không xử lý, thế nên là bây giờ chúng ta phải nghĩ cách để xử lý, được chưa? Còn nếu mà chúng ta dùng hai cái giống ngoặc này thì cái thẻ A của chúng ta, cái thẻ A của chúng ta nó sẽ bị lộ ra đấy, nó sẽ không thành cái thẻ icon này, nó sẽ thành 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 cái thẻ A đấy. Thì bây giờ cái việc của chúng ta ấy là phải xử lý một phần thôi. Đây,
trong cái thằng helper này của chúng ta thì chúng ta phải xử lý một phần thôi. Cái phần thẻ A này chúng ta phải giữ nguyên để nó còn ra được cái thẻ A. Giờ thằng span này cũng giữ nguyên. Còn chúng ta xử lý một phần là xử lý cái URL thôi để tránh làm sao mà hacker nó tiêm được những cái gì đó ngoài ý muốn của chúng ta vào cái phần URL này. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải đọc doc của ông Handlebars. Đây, ông ấy hướng dẫn luôn đây. Đó, trong cái trường hợp này thì chúng ta có thể sử dụng một cái phương thức của Handlebars chính là thằng escape expression và kết hợp với thằng save string ấy nữa này. Đó, thì bây giờ các bạn nhìn ở đây, nhìn vào một cái hiểu ngay rồi. Import cái ông Handlebars này vào. Ôi, bấm kiểu gì mà nó lại nhảy vào đây. À đây, copy lại thằng này. Thì trong cái quá trình mà các bạn cài, cái này mình nói ở trong đầu video rồi, chắc phải nói lại, mình sợ các bạn quên lắm. Trong đầu video ấy, chúng ta đã cài cái thằng Express Handlebars này. Thằng này nó grab cái thư viện tên là Handlebars các bạn nhá. Bây giờ mình search ở đây. Đó. Thì các bạn thấy đây. Khi các bạn cài thư viện này thì trong package JSON log nó đã nốt cho chúng ta là một cái phụ thuộc của cái thư viện này. Nó chính là cái thằng Handlebars. Đấy. Thế nên là bản chất các bạn đang cài Handlebars rồi, các bạn hãy import cái thằng Handlebars này vào, được chưa? Đấy, các bạn nhìn thế này. Handlebars.jitter thì muốn dùng được cái ông này thì các bạn phải import vào, được chưa? Vào cái file helper của chúng ta. Mà trước khi chúng ta viết cái helper này. Đây, trước khi chúng ta viết cái helper Handlebars này thì chúng ta sẽ tách cái function này ra ngoài. Tách cái thằng helper này ra ngoài giúp mình để cho nó gọn nhá. Thì bây giờ ấy các bạn trong cái thằng helper này thì các bạn tạo ở trong cái thư mục sort này tạo hẳn một thư mục tên là helper cho mình. New file thư mục tên là helper và gạch chéo ở đây thì sẽ đến cái thằng này là thằng handlebars đúng không? Đặt ra handlebars helper này handlebars đó .js đó thì đây là cái thằng handlebar helper. Enter. Và đương nhiên là các bạn chỉ cần copy cái object này và các bạn export nó ra ngoài thôi. Module export đó, import cái object này ra ngoài. Nó chính là cái mà chúng ta tách nó ra cho nó gọn thôi, chứ nó cũng không có gì đặc sắc lắm đâu. À thiếu một cái ngoặc, có thiếu một cái ngoặc, thêm ngoặc vào chấm phẩy. Rồi. Thì bây giờ có cái thằng này rồi thì bây giờ bắt đầu chúng ta lại import vào các bạn nhá. Đấy, đứng từ đây thì bắt đầu lại import đứng ở phải index này này, xóa bỏ thằng này đi. Đó, các bạn có thể gõ thằng import vào đây luôn là cái thằng require rồi đấy. Đây, require. Require này. Chuột phải, à đâu nhầm, mở ngoặc chấm sượt helper đó gạch chéo handlebar đó, thế này nó gọn hơn bao nhiêu đó. Đến lúc cuối video mình sẽ hướng dẫn các bạn refactor lại project của bạn siêu gọn luôn. Rồi thử ra test lại xem nó còn chạy được không đã nhá. Refresh vẫn chạy được, chứng tỏ helper của chúng ta là vẫn hoạt động nhá. Nó không chạy là các bạn phải ngồi mà feedback ấy, nhầm thôi, do các bạn nhầm thôi, được chưa? Làm y như mình này là sẽ được. Đấy, trên mạng ấy nói là cứ làm y như vậy là được, cứ làm giống như thế là được, đúng không? Đó. Thì bây giờ các bạn nhìn này. Chúng ta sẽ phải xin lỗi các bạn. Thực ra là hôm nay quay đến 3 video hơi ngáo, đang làm dở cái gì mà tách ra nhỉ? Đang định sửa cái gì helper đúng không? đúng rồi, chúng ta sẽ bảo vệ cái đoạn này của chúng ta đúng không, làm cho nó an toàn hơn. Đây thì các bạn xem lại cái doc ở bên này đang làm đoạn này escape string mà quên mất. Đây thì bây giờ trên này là gì, constant này bằng require handle bus đó, lấy nó vào được chưa. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta cần bảo vệ cái đoạn nào thì chúng ta sẽ thêm cái đoạn là handlebar.escapeexpression này vào đúng không. Bây giờ các bạn sẽ cần phải bảo vệ cái đoạn address này, là cái đoạn riêng đoạn href ở trong này. Thì bây giờ các bạn đặt ra một biến const address bằng cái thằng này, truyền cái template string vào và các bạn nhấc giúp mình cái url ở đây. Đó, chúng ta sẽ phải escape thằng này đề phòng hacker nó nhập link tag linh tinh vào đúng không. Bây giờ có cái address ở đây rồi, các bạn đặt có thể đặt nó luôn trùng nó cái href này cũng được. Đó, ném vào đây. Ok, chúng ta đã bảo vệ đúng không? Nhưng cái vấn đề là bây giờ ấy, cái đoạn mà chúng ta return ra ngoài thì các bạn sẽ đặt nó biến là output. Các bạn nhìn cái doc này này, mình nhìn ở đây nhá, mình cũng chả có xưa ở đâu, mình nhìn ở đây này, đấy. Cái output nó chính là cái biến result này này, các bạn để là result cũng được, để là output cũng được. Và chúng ta return cái thằng này cơ, return thằng handlebar.safestring để nó an toàn, safe có nghĩa là an toàn đúng không? Đấy, safe string. Đó, thì bây giờ là chúng ta đã làm thành công cái việc này rồi. Rồi, đó. Ok, thì đây là cái helper của chúng ta. Mà thích thì các bạn có thể tách cái helper này nó nhỏ ra nữa cũng được. Lúc nào nó to, cuối video mình sẽ hướng dẫn các bạn chia nó nhỏ ra nữa. Chia càng nhỏ nó càng chi tiết thì sau này project của các bạn lớn thì nó sẽ ok. Nhưng chúng ta đừng cố gắng chia từ đầu nhé. Cứ lúc nào project của to đến đâu thì chia đến đấy, được chưa?
chia từ đầu nó tốn thời gian các bạn, chắc gì project của bạn đã to đấy kiểu vậy. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta đã làm được đến cái đoạn là cái chuỗi này là an toàn rồi. Thế bây giờ các bạn nhập cái gì đó vào đây xem nào, abc script type bằng script nhá. À mà thực ra thì nó vẫn chạy là ok rồi, bây giờ chúng ta không biết hacker nó định làm những cái gì nữa đâu, được chưa? Đó, bởi vì chỗ này là chúng ta cũng đã validate nó rồi, phải đúng là gì nhỉ? Đây tắt cái thằng này đi thôi, xong rồi. À, đây chúng ta đã validate nó, phải đúng là ESC hoặc DSC thì nó mới lọt vào được. Khác là nó đã thành như này rồi. Thế nên là viết script hay cái gì vào nữa thì nó cũng sẽ lọt vào cái thằng DSC này là thôi. Rồi thì bây giờ bắt đầu tách cái thằng logic này ra nhá. Tách cái thằng logic này ra thì các bạn sẽ đọc cái doc của ông Mongo. Về về idea của mình ấy, về cái ý tưởng của mình ấy, thì mình không muốn dùng cái logic này loằng ngoằng như này, bởi vì sẽ bị lặp lại code rất là nhiều. Mà mình muốn là khi nào mà mình muốn sử dụng đây đây mình ví dụ nhé, như ban đầu code của mình là như này, ban đầu code là nó ở thế này đúng không? Đấy thì bây giờ mình muốn là khi nào mà mình enter xuống cho nó sẽ nhìn ạ. Đó thì bây giờ mình muốn là khi nào mình có sử dụng cái thằng short này thì mình chỉ cần thêm một cái thằng đằng sau này chấm shortable, có nghĩa là có thể short, và mình truyền cái request vào thôi. Đó, truyền cái request vào để nó lấy thông tin để nó biết nó short như thế nào. Đó. Thế này thôi. Đó, thì bất cứ một cái controller nào mà mình muốn có chức năng short thì mình sẽ thêm một thằng là shortable đằng sau cái list mà mình muốn short. Thế thôi. Xong. Đấy, thì bây giờ làm thế nào làm được như này? Thì đọc cái thằng Mongo thôi, bởi vì cái thằng course này là chúng ta đang sử dụng Mongo mà. Doc của nó đâu? Xin lỗi các bạn, mình không mở sẵn. Thôi không sao, không mở sẵn thì để cho các bạn còn ngồi mà biết cái kiểu của mình làm đúng không? Rồi, rồi, rồi. À đây, cái Mongo SQL này là cái khác, mà nhầm doc rồi. À đây, Mongo ORM nó ở bên này cơ mà. Đây, read the docs. Thì bây giờ ấy, các bạn cứ tưởng tượng nghe nhá. Đây là chúng ta đang thêm muốn thêm một cái thằng shortable đằng sau như này. Thì shortable này nó được hiểu là cái phương thức đúng không? Nó là cái phương thức mà. Thế nên là chúng ta đi tìm doc những cái gì là có cái chữ method ấy. Đây, instance method ấy chẳng hạn. Đọc xem cái example nó có phải không nhá. Method này thêm một cái method như này vào, và đến đây, ví dụ như là file similar types như này, thì đến khi chúng ta dùng là chúng ta sẽ dùng cái doc được get ra từ cái object này. À, thế này thì không phải, bởi vì thế này nó đang dùng cái phương thức này từ cái object new animal cơ, nhưng của chúng ta ở đây là không có new niếc gì cả, nó không phải là object. Đấy, cái này phải học JS nâng cao mới hiểu đoạn này nhá. Thì khả năng đây này, nó chính là cái thằng ngày xưa mình cũng đã từng làm này rồi, đọc doc rồi, nó là cái gì, helper đây, query helper đây. Đây đứng từ cái scheme của chúng ta, animal scheme, thì chúng ta có cost scheme đúng không? Đây chúng ta có cost scheme, model cost scheme. Đây, thằng cost scheme của chúng ta đây. Mà đổi tên nó luôn đi, đổi thành cost scheme đi. Cho nó dễ nhìn, cost scheme này. Cost scheme này, cost scheme này, đó. Thì bây giờ mình có thằng cost scheme này rồi thì bắt đầu là mình sẽ là gì? Chấm query và chấm ra một cái phương thức là byName gắn bằng một function. Đến khi sử dụng đây sẽ là cái class chấm file và chấm byName, ôi chuẩn luôn, chính là cái chúng ta đang cần luôn. Chúng ta đang cần là cái gì, là cost chấm file và chấm shortable ấy. Thế nên là bây giờ cái đoạn này là chúng ta sửa chữ byName thành shortable thôi. Còn ở trong cái function này nó dùng từ khóa this này, this này nó chính là cái query của chúng ta nhé, nó chính là cái scope query của chúng ta đấy, chấm where được mà, nó chấm where được thì nó chính là cái thằng animal này này đó. Thế nên là bây giờ biết cách làm rồi. Ở đây có thằng cost scheme. Thì bây giờ mình sẽ add thêm một cái, đây đây mình add thêm một cái gọi là đây cái custom custom query helper helper đó, thì sẽ là gì, cái scheme của chúng ta chấm query và chấm cái phương thức của chúng ta là sortable do chúng ta tự đặt ra và gắn nó bằng cái function. Trong cái function này mình sẽ nhận cái thằng req, được chưa, nhận cái thằng req qua. Và bây giờ mình move cái đống logic này, đây 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 cái đoạn này đúng không, từ đoạn này đến đoạn này cắt luôn, ném vào đây. Thì bây giờ các bạn nhìn này, à, khi nãy là chúng ta dùng cái thằng cost query này để chúng ta chấm short đúng không, nhưng ở trong cái helper này của chúng ta thì nó trả lại cho chúng ta cái gọi là this, chính là cái scope query của chúng ta. Thế nên là bây giờ các bạn sẽ không cần phải gắn lại chỗ này nữa, mà các bạn chỉ cần return thẳng nó luôn, trả về luôn nó. Nhưng ở đây không phải là thằng cost query, nó là this, được chưa? Đó, record chuyển vào này, ok. Còn trong trường hợp mà không, cái chức năng short của chúng ta mà không enable, đấy nó không có cái này đúng không, nó không enable, thì chúng ta sẽ phải return lại chính cái scope của chúng ta là this đó, trả lại nguyên cái this ban đầu của nó, được chưa? Rồi thì bây giờ bắt đầu là chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu cái cách làm để bỏ luôn ông này đi. Bây giờ mình sẽ chỉ còn là gì, shortable chấm record này thôi, quá đơn giản luôn đó, lưu lại. Và bây giờ mình ra mình chạy nhá, refresh.
Không hề có lỗi gì luôn. Đó, con select successfully, không có exception. Bấm sort theo name này. Đó, sort được nha. Sort nha. Đó. Thì các bạn biết cái thành quả của chúng ta đã đạt được là gì không? Là bây giờ trở đi, nếu mà các bạn muốn sort một cái field nào đi nữa thì các bạn chỉ cần làm hai việc. Đây mình ví dụ nhá, mình ví dụ khi chúng ta chưa có sort nhé. Chưa có sort này. Đây. Đây này, hai ông, ba ông này. Chọn hết đến cuối này, xóa, xóa. Xóa này, đó. Thì đây là khi chúng ta chưa có sort. Đó. Thì bây giờ các bạn hãy hình dung cái công việc của chúng ta muốn có chức năng sort nó vi diệu như thế nào. Bước 1, chúng ta xem là gì? Sử dụng cái thằng sortable helper của chúng ta, truyền cái name của chúng ta vào đây, cái field name, và chúng ta truyền cái biến sort dạng local response của chúng ta vào. Ok, lập tức là nó có cái view như này. Đấy, thì bấm vào như này nó không sort bởi vì nó chưa có cái phần backend. Thì bắt đầu nó quay lại cái phần controller.sortable. Đấy, sort. À, không phải sort thì là request. Đó, mình mỗi lần mình làm xong một cái như này mình cảm thấy rất là hả hê các bạn nhé. Nó đang reset lại server rồi. Đó. Bấm, 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 bấm. Rồi, nhưng bây giờ thích hai ông này nữa thì thêm vào thôi các bạn. Nó quá là đơn giản luôn. Thì các bạn thấy cảm giác là rất là hả hê. Sau này các bạn dùng đúng hai dòng code là các bạn đã có thể có được cái chức năng short rồi. Quá là hay luôn. Rồi, thì bây giờ ấy, có cái vấn đề của nó. Cái thằng đánh thế này, cái thằng đánh thứ tự này, nó không đổi. Các bạn thấy không? Đấy, nó không đổi đâu. Thì thực tế thì MongoDB thì nó đang dùng cái Object ID, nó rất là lòng ngoằng này, nên mình không show ID ra thôi. Chứ còn trong dự án sử dụng MySQL thì mình sẽ show ra cái ID ở đây. Được chưa? Thì show ra cái ID rồi thì mình không cần phải đếm sum siếc gì cả. Các bạn nhớ những cái bài trước chúng ta đang đếm không? Đây là sum này, dùng cái helper sum này, đó, sum index này. Thế nên là vì nó đang đếm theo chỉ mục, thế nên là nó sẽ không đúng. Thế nên là trong cái trường hợp này các bạn có những cái cách giải quyết sau cho nó gọi là hợp lý. Nó hợp lý để mà giải quyết đấy. Một là các bạn bỏ luôn đi. Bỏ luôn cái này đi. Đấy, bỏ luôn cái ông này đi. Một ông. Một ông, bỏ luôn. Đó. Những cái vấn đề bỏ đi này nó đang lỗi. À đây do cái code span này bằng 2 này. Đó, nó không sao, mình cứ để tạm nó đi. Đấy. Bỏ. Những cái vấn đề khi bỏ đi thì nó lại rất là bất hợp lý bởi vì nó giúp người dùng làm cho người dùng không đếm được là đang có bao nhiêu cái bản ghi. Thế nên là lúc đó các bạn sẽ phải bổ sung một cách là một cái dòng dưới này. Các bạn sẽ phải thêm một cái dòng ở dưới đoạn con chuột mình đang để ở đây nhá, là tổng số bản ghi bao nhiêu trên tổng số bản ghi bao nhiêu. Đấy, chúng ta sẽ phải thêm cái này, chắc là mình sẽ phải hướng dẫn các bạn ở video khác sẽ hướng dẫn nhá để nó chi tiết. Đó, thì phải thêm vào, được chưa? Nhưng ở đây thì nhìn nó vẫn trống trải, không phân biệt được cái bản nào với cái bản nào, cứ phải đọc name rất là khó. Bình thường chúng ta sẽ phải có một cái ID. Thế nên là có những cách giải quyết cho các bạn chọn. Một là các bạn bỏ đi này, nhưng mình không thích kiểu bỏ đi. Hai là các bạn sẽ phải thêm một cái field khác vào đây, một cái tên là short ID, và các bạn đánh theo thứ tự tự tăng 1 2 3 4 5 6 7 8 và để là unique để nó không trùng. Rồi các bạn show ra ở chỗ này là cái short ID đấy, được chưa? Nhưng cái vấn đề là sau cái short ID ra để phục vụ mỗi cái việc nhìn cái số thứ tự ở đây thì lại phải insert một cái vào trong database thì nó cũng khá là dở. Thế nên là nó lại có một cái phương án nữa để các bạn lựa chọn là các bạn không dùng cái kiểu object ID nữa, các bạn sẽ lưu nó theo kiểu là dùng cái ID dạng integer, dạng number số nguyên ấy. Đó, các bạn tự tăng lên thì bắt đầu là chúng ta lại show cái ID này ra thay vì dùng cái object ID này. Đó, và lúc này chúng ta ở bên view chúng ta không dùng cái thằng sum nữa. Đấy, không dùng cái thằng sum này nữa, được chưa? Thì cái này mình sẽ tách nhỏ từng video để cho các bạn dễ quan sát. Ở trong video này chúng ta đã đạt được cái mục đích của chúng ta rồi. Tổng kết lại nào. Ok, bây giờ cách dùng này, một là chúng ta sẽ thêm cái helper này bên views, và hai là chúng ta cũng sẽ thêm cái query helper vào cái query mà chúng ta muốn sử dụng, được chưa? Thì chỗ này các bạn có thể tách ra nhé, để này nó hơi khó nhìn thì các bạn tách nó ra, biến đặt biến nó ra ngoài này, rồi nó ném biến vào trong, được chưa? Rồi chúng ta cũng đã tách được cái helper của handlebars ra rồi nhá. Ok, thì video này đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.